Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri địa phương của đại biểu Quốc hội. Thái Bình thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thủy. Các trường chủ động ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đề xuất không tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non lên 60. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động của đại biểu Quốc hội, sau kỳ họp vừa qua, chiều ngày 24 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Bắc Ninh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Bắc Ninh bày tỏ vui mừng trước thành quả khi Việt Nam đã khống chế được dịch COVID-19, qua đó củng cố niềm tin của cử tri đến sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các cấp các ngành đẩy nhanh hỗ trợ người lao động thất nghiệp, người lao động tự do, doanh nghiệp từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tướng Tô Lâm mong muốn cử tri Bắc Ninh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, qua đó nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp các ngành đoàn thể và nhân dân, những ý kiến đóng góp của cử tri trong thời gian tới. Ngày 24 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 với cụm cử tri các xã Bắc Việt, Bắc Hùng, Hoàng Việt và thị trấn Na Sầm, huyện biên giới Văn Lãng. Cử tri cụm 4 xã thị trấn của huyện Văn Lãng bày tỏ vui mừng về kết quả thành công của kỳ họp, đồng thời mong muốn cấp trên tiếp tục quan tâm hơn nữa trong đầu tư xây dựng cơ bản và các chính sách tại địa phương. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Trần Sĩ Thanh ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn cũng như huyện Văn Lãng đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, mong muốn Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông, đặc biệt là khu vực biên giới. Dịp này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng 6 bộ vi tính cho Ủy ban Nhân dân các xã Bắc Hùng, Bắc Việt, Hoàng Việt và thị trấn Na Sầm. Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đầu tiên của tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, huyện Cẩm Khê đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hai khâu đột phá về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa và thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu đưa huyện Cẩm Khê phát triển nhanh và bền vững, Đại hội đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược, trong đó tập trung thực hiện khâu đột phá là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, thu hút đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nay đến cuối năm 2020, Hà Nội phấn đấu đón lượng khách du lịch nội địa đạt mức cao nhất, ước khoảng 10 đến 11 triệu lượt khách. Theo đó, trước mắt Hà Nội tập trung phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, tiếp đến là thị trường khách du lịch quốc tế. Trên cơ sở dự báo tình hình và bám sát kịch bản điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ứng phó với dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, ngành du lịch thủ đô tập trung thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động du lịch theo các giai đoạn phục hồi. Hiện nay, hàng loạt các điểm đến tại Hà Nội như các di tích, bảo tàng, công viên, điểm mua sắm, các cơ sở lưu trú đều thực hiện các giải pháp kích cầu, thu hút khách bằng việc giảm giá vé, giá dịch vụ, tặng quà. Các chuyên gia du lịch ước tính thời gian phục hồi lượng khách du lịch nội địa tối thiểu sau 2 tháng và khách quốc tế tối thiểu sau 6 tháng sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến 18 giờ ngày 24 tháng 6 đã phát hiện thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 là người trở về từ Kuwait, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 352 ca. Các ca mắc bệnh này được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh, ngày 22 tháng 6 năm 2020, được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 23 tháng 6 năm 2020 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Ngày 24 tháng 6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Đài Loan, Trung Quốc đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước. Hành khách trên chuyến bay này bao gồm người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, học sinh dưới 18 tuổi, lao động hết hạn hợp đồng, phụ nữ mang thai, người bị bệnh nền, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người đi du lịch thăm thân bị mắc kẹt do đại dịch COVID-19. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã tích cực chủ động hỗ trợ, hướng dẫn công dân hoàn thành các thủ tục và cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam hỗ trợ công dân tại sân bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc, có thể nghỉ hưu sớm so với quy định 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Nhiều ý kiến cho rằng từ 55 tuổi trở đi, giáo viên mầm non sẽ không còn đảm bảo sức khỏe để thực hiện các thao tác chuyên môn như múa, hát hay đón đỡ trẻ. Do đó, cần cân nhắc khi tăng tuổi nghỉ hưu với nhóm lao động này. Theo một khảo sát nhanh gần đây với sự tham gia của gần 11.000 giáo viên mầm non, trong đó 96% giáo viên đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi, không tăng lên 60 tuổi. Đặc thù lao động của giáo viên mầm non bao gồm cả giảng dạy, chăm sóc và nuôi dạy trẻ ở độ tuổi quá nhỏ. Đối với định mức quy định một cô giáo phải trông nhiều trẻ nên phản xạ đón đỡ trẻ khi thực hành các bài tập trên lớp mà giao cho cô giáo từ 55 tuổi trở đi sẽ không thể đảm bảo. Nguy cơ mất an toàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, giáo viên mầm non là ngành nghề đang được đề xuất bổ sung vào danh mục nghề được nghỉ hưu sớm. Theo các chuyên gia, bên cạnh những khó khăn về thể chất, thì chương trình, phương pháp giáo dục trẻ em mầm non với yêu cầu ngày càng khắt khe và chuẩn hóa về dinh dưỡng, quy trình, cách thức phát triển trí tuệ, thể chất của trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nữ giáo viên mầm non sẽ khó đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc khi trên 55 tuổi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8. Thời điểm hiện tại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động ôn tập kiến thức cho học sinh. Đầu tháng 6, trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ cơ bản đã hoàn thành chương trình năm học của lớp 12, chuyển sang giai đoạn ôn tập kiến thức. Thay vì duy trì học tập theo đơn vị lớp cũ, nhà trường đã tiến hành phân chia lại lớp học dựa trên năng lực và nguyện vọng đăng ký tổ hợp môn xã hội hay tự nhiên của học sinh, tránh tình trạng ôn tập cao bằng. Đây cũng là biện pháp được nhiều trường trung học phổ thông thực hiện để đảm bảo hiệu quả ôn tập. Sau khi kết thúc cái chương trình chính khóa, thì nhà trường cũng đã xây dựng một cái kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh với 120 tiết. Động viên các thầy cô giáo là thành lập các cái nhóm lớp để tiếp tục kèm riêng cho các em học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp dưới hình thức là miễn phí. Những học sinh mà chỉ có nhu cầu là đỗ tốt nghiệp và đi làm thì chúng tôi phân ra một nhóm học sinh. Chúng tôi lại phân ra những cái nhóm học sinh nào mà muốn thi đại học ở những cái top cao vào một lớp. Thế còn những học sinh còn lại mà các em chỉ có nhu cầu để ở gọi là những cái top 2 thì chúng tôi lại chia riêng. Đến thời điểm hiện tại, khối lớp 12 trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học, tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Việc ôn tập cho học sinh được thực hiện bám sát theo chương trình tinh giảm và bộ đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên mỗi môn học có phương pháp ôn tập riêng phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các em nắm vững những kiến thức cơ bản và biết vận dụng linh hoạt trong những dạng bài khác nhau của đề thi. Bên cạnh việc chúng tôi trực tiếp lên lớp giảng dạy, thì chúng tôi cũng vẫn tiến hành cái phương pháp đó là vẫn tạo các cái nhóm học tập ở trên mạng ấy, để cho các em là giao bài tập và hướng dẫn cho các em. Tất cả những cái dạng bài tập thì chúng tôi đều bám sát vào cái đề minh họa của Bộ Giáo dục và phân tích ở các cái dạng bài tập từ cái nhận biết, thông hiểu và đến vận dụng thì chúng tôi đều hướng dẫn các em kỹ lưỡng, và đặc biệt là ở đặc thù bộ môn ngữ văn của tôi thì chúng tôi hướng dẫn các em cái kỹ năng làm bài, bởi vì là đây là môn duy nhất là thi theo đề thi là bài làm theo tự luận.
Năm 2020, tỉnh Hưng Yên dự kiến có khoảng 11.400 thí sinh tham gia kỳ thi tại 29 điểm thi. Hiện tại, thầy và trò lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực ôn tập, đồng thời ổn định tinh thần, quyết tâm đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Ngày 25 tháng 6 tại thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện Những giọt máu hồng hè 2020 và ngày hội hiến máu với chủ đề Trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên. Sự kiện thu hút gần 1.000 người tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận trên 400 đơn vị máu. Chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2020 được phát động và triển khai từ tháng 6 đến tháng 9 với nhiều hoạt động truyền thông vận động hiến máu, dự kiến tiếp nhận trên 8.000 đơn vị máu. Tại Thái Nguyên, trong 5 năm trở lại đây, phong trào hiến máu cứu người ngày một lớn mạnh. Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã vận động trên 30.000 lượt người tham gia hiến máu, thu được trên 28.000 đơn vị máu, đạt 130% kế hoạch trung ương giao. Dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã khen thưởng 41 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác vận động hiến máu tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019. Ngày 24 tháng 6 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Khu bảo tồn có diện tích 6.560 ha được chia làm 3 phân khu. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 1.500 ha, phân khu phục hồi sinh thái có diện tích là 4.800 ha và phân khu dịch vụ hành chính. Khu bảo tồn nằm ngoài vùng D số 8 của huyện Thái Thụy, giáp danh với 3 xã và 1 thị trấn. Việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy nhằm bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước ven biển huyện Thái Thụy, đặc biệt là bảo tồn các loài chim di cư, trú đông bị đe dọa cấp toàn cầu. Hoạt động này cũng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác, sử dụng khôn khéo các dịch vụ hệ sinh thái ngập nước, đảm bảo tính kết nối với các sinh cảnh liên kết. Trước tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, nguy cơ cháy rừng tăng cao, tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các đơn vị chức năng, các địa phương chủ động triển khai lực lượng canh gác ứng trực 24/24, yêu cầu các chủ rừng tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, toàn tỉnh hiện có 24 xã có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, với diện tích hơn 143.000 ha, tập trung ở các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương. Trước tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan, hơn 1.600 tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở thôn bản đã được huy động để tăng cường tuần tra canh gác rừng và sẵn sàng ứng phó tình huống xấu có thể xảy ra. Tuyên Quang hiện có hơn 448.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 76,44% diện tích đất tự nhiên. Kết thúc vụ trồng rừng năm 2020, toàn tỉnh đã trồng mới 10.000 ha rừng, nâng độ che phủ đạt trên 65% và là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất nước. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào. Đến ngày 9 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tất cả các xã phường có dịch tả lợn châu Phi đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 đến nay, dịch tả lợn châu Phi lại bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố Lai Châu. Ổ dịch tái bùng phát đầu tiên được ghi nhận vào ngày 8 tháng 6 tại phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. Đến nay, đã lây lan đến 4 phường xã khác. Số lợn phải tiêu hủy là hơn 100 con, tổng trọng lượng hơn 6 tấn. Tuy nhiên, do chính sách hỗ trợ các hộ dân có lợn phải tiêu hủy đã chấm dứt, nên người nuôi đang gặp nhiều khó khăn. Nói chung là tiền giống thì chúng tôi vay ngân hàng chính sách, 50 triệu. À, dồn hết vào đây mua giống, mới mua thức ăn, mới cũng chưa đủ, còn phải phụ thêm kiểu tiền của nhà. Nguyên nhân của việc tái phát dịch được nhận định do ổ dịch cũ vẫn còn mầm bệnh. Việc vận chuyển giết mổ, lợn mang mầm dịch đã làm lây lan virus dịch tả lợn châu Phi sang các địa bàn khác. Thành phố Lai Châu đã tổ chức khoanh vùng dập dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng và thống kê thiệt hại. Đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, bây giờ thì chưa có vaccine, cũng không có thuốc chữa đặc hiệu. Biện pháp hiệu quả nhất đó chính là thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Tức là chúng ta sẽ phải kiểm soát tốt cái hoạt động ra vào trại,
kiểm soát tốt côn trùng, ruồi muỗi, chuột ra vào trong trại và định kỳ thường xuyên phải tiêu độc khử trùng. Tỉnh Lai Châu đã yêu cầu các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống dịch, xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc, củng cố các đội kiểm tra lưu động nhằm kiểm soát và phòng chống dịch tả lợn châu Phi hiệu quả. Những ngày qua, các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, trong đó có Hưng Yên, tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi hơn 40 độ C khiến tình trạng nhập viện tăng cao. Những ngày nắng nóng này, số người đến khám và điều trị các bệnh về da tại bệnh viện tăng 15-20%. Bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh da đặc trưng của mùa hè như viêm da tiếp xúc do nắng, biểu hiện bằng các vùng ngứa, rát đỏ, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn da, bỏng nắng, cháy nắng, thậm chí có người bị bong da, lột da sau khi đi nắng. Tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, lượng bệnh nhân là người cao tuổi nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện tăng cao. Đặc biệt, bệnh nhân mắc các bệnh lý viêm phổi, rối loạn điện giải tăng 50% so với những ngày bình thường. Tương tự, tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã điều trị nội trú cho hơn 100 bệnh nhi liên quan đến các bệnh lý tai mũi họng, chủ yếu là viêm mũi họng cấp tính, viêm tai giữa cấp, viêm VA. So với những tháng trước, lượng bệnh nhi nhập viện tăng khoảng 20%. Để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, các bệnh viện trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để giảm nhiệt nắng nóng cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, như triển khai đón tiếp bệnh nhân từ 6 giờ sáng, tăng cường quạt công nghiệp, điều hòa, nước uống tại các hành lang bệnh viện và trong các phòng điều trị nội trú. Nhằm chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo chống nắng, đeo kính khẩu trang chống nóng, uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha ozone. Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người, thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng và ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, tăng cường vệ sinh cá nhân. Chào mừng thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Đêm Giao lưu, Nghề báo trong tôi. Với tinh thần giao lưu kết nối tại chương trình, mỗi nhà báo đem đến những câu chuyện thú vị về quá trình làm báo đầy chông gai nhưng cũng hết sức ý nghĩa. Đó là những cống hiến thầm lặng trong việc sáng tạo ra những sản phẩm báo chí, góp phần đấu tranh đem lại sự công bằng cho xã hội, cũng như tuyên truyền về những nghĩa cử cao đẹp của những tấm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, các nhà báo cũng bày tỏ nhiều quan điểm trăn trở của cá nhân về quá trình tác nghiệp và làm báo trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và nghề báo được chính các nhà báo biểu diễn. Ngoài ra, trong phần thi hé hoa dân chủ, thông qua 8 câu hỏi là dịp để các nhà báo cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên gắn với tên tuổi các nhà báo đã gắn bó cả đời với nghề và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Hưng Yên cũng như công tác hội của Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên. Hồi 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, tại tiểu khu 1 xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, các đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và Trường Sơn phá thành công chuyên án mang bí số 620N, bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Bùi Văn Ngọc, sinh năm 1991, trú tại tiểu khu 32 xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ 2 bánh heroin và một số vật chứng khác có liên quan. Bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng đàn ông không quen biết từ khu vực biên giới về thị trấn Mộc Châu với giá 5 triệu đồng và trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.